Nồi canh tôi nấu lúc nào cũng trong vắt, không một chút váng mỡ. Bạn muốn biết bí quyết của tôi không? Đó là chỉ cần một chiếc muôi thật lớn và một ít. Tôi quan niệm một nồi canh ngon, đạt chuẩn thì không chỉ gói gọn trong khâu nêm nếm vừa miệng. Thịt phải mềm, rau phải xanh hay củ phải nhừ, mà nước canh phải thật trong, trong vắt, không một chút váng mỡ hay vẩn đục thì mới gọi là ngon. Đặc biệt là những món cần phải ninh, hầm xương hay canh gà, canh vịt. Khi nấu những món canh này thì váng mỡ sẽ nổi lên rất nhiều, khiến tôi chỉ vừa nhìn thôi, chưa kịp nếm đã thấy ngấy. Váng mỡ không phải như bọt nấu canh bình thường, vớt chẳng thể nào hết được. Thế nên nhiều chị em thường đầu hàng, mặc kệ lớp váng mỡ ấy và cắn răng ăn. Nhưng tôi không dễ đầu hàng như vậy. Tôi đã lên mạng tìm tòi và học được bí quyết siêu hay ho này đây chị em. Kể từ khi áp dụng, những nồi canh gà, canh vịt hay nước hầm xương của tôi chẳng còn bị mỡ đầy trên mặt nữa. Cả nồi canh giờ đây trong vắt, không một chút vẩn đục. Trông thấy được hết thịt, rau củ bên dưới. Bạn biết tôi làm cách nào không? Đơn giản lắm ấy. Tôi chỉ cần dùng chiếc muôi lớn và một ít đá viên. Muôi nhà nào cũng có sẵn, đá viên thì có thừa. Kết hợp hai thứ này lại sẽ giúp nồi canh của bạn trong vắt đấy chứ không đùa đâu nhé. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết này. Đầu tiên, bạn múc một muôi thật đầy đá viên. Nhớ đừng dùng muôi đục lỗ nhé. Không là nước đá sẽ chảy vào nồi canh, mất ngon đấy. Sau đó, đưa muôi đá vào trong nồi, nhưng không phải đổ vào mà là nhẹ nhàng đưa muôi di chuyển trong nồi canh. Bạn nhìn kỹ đi, mỡ đã đông lại và bám hết vào muôi rồi đấy. Ở khâu này, bạn phải làm nhẹ tay, cẩn thận, đừng để viên đá nào rơi xuống nồi canh là mất công nêm nếm lại. Ta-da! Đây là kết quả cuối cùng bạn nhận được sau khi dùng muôi và đá viên đấy. Trong vắt, không một chút mỡ thừa trên mặt nước phải không nào? Quá tuyệt vời! Thế thì nhớ áp dụng ngay và chia sẻ đến mọi người nhé. Nếu bạn còn cách nào khác, hãy mách tôi biết với nào. Chúc bạn thành công!